Cho tôi lên chờ Lê Lộc. Dạ. Ủa mẹ dắt tới đây em hát một mình hả Mia? Dạ, không có em đi chương trình mẹ chồng nàng dâu. Dạ. Không phải mẹ chồng anh đâu. Hôm nay mẹ em có lịch đi phượt á. Không biết giờ về tới chưa. Ủa? Dạ thì mình ngồi chơi xíu, chừng nào mẹ về tới thì nói chuyện với mẹ ha. Dạ. Rồi, ngồi trước đi ha. Dạ, dạ xin mời chị. Ngồi trước đi. Thôi kệ mình nói chuyện với nàng dâu chứ. Dạ nói thường lại thì ai mà chạy xe vô phim trường vậy? Trời ơi cô ơi cô, wow, trời ơi hết hồn luôn á. Có thằng thiệt hả? Dạ trời ơi, là MC idol của mình hết hồn, ngại quá. Trời ơi, lần đầu tiên thấy mẹ chồng xì tim dễ sợ luôn. Trời ơi con chào cô ạ. Trời ơi chiếc xe lên mê mẫn luôn á, nói chất luôn á. Xin chào người mẹ chồng ấn tượng nhất của mẹ chồng nàng dâu idol của mình. Dạ cảm ơn cô. Con xin mời cô ạ. Xin chào mọi người, xin chào khán giả của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin chào MC Quỳnh Linh. Xin chào MC. Chào mẹ chồng thì tin nhất, ấn tượng nhất. Chào con. Mẹ khỏe không? Khỏe. Mẹ khỏe không? Mẹ mới đi phượt về hả? Con hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thì mới có 62 à anh. Dạ có nhiêu đó? 26 à anh. Trời ơi sao mà trẻ dữ vậy? Trẻ hơn Quyền Linh luôn. Chú còn chưa chạy được xe đó nữa đó con. Dạ. Sao bữa nào mình tập cho training sẵn sàng. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc. Dạ. Em là Mia, là ca sĩ tự do và đây là mẹ chồng của em, mẹ Hồng. Dạ. Dạ xin mời cô ạ. Mình là tên đầy đủ là Trần Phan Thu Hồng. Dạ. Mình có 3 đứa con trai, mình lại được lời thêm 2 đứa con gái là dâu cả và dâu út. Cái ngày đầu tiên á mà mình gặp cô con dâu này đó. Dạ. Mình ấn tượng điều gì? Ấn tượng là cô ấy đẹp. Dạ. Cô ấy có cá tính. Dạ. Cách đây 3 năm con trai của mình đó là Triệu Vương, ở nhà hay gọi là Đì Đen, thì nó cũng chơi mô tô, cũng hơi đen. Biết rằng con trai mình có bạn gái, có trước đó có bạn gái lâu rồi, nhưng mà đến khoảng 3 năm thì mình biết là cái bạn gái này sâu nặng hơn bạn gái khác. Hỏi con trai như vậy là mẹ đó thì là không cần con dâu đẹp, mày chỉ cần người ấy của con là biết thương yêu con bằng tấm chân tình và phải có hiếu. Mình phải có hiếu là đặt ra tiêu chí đầu tiên, và nhất là mẹ cần là người ấy của con phải hiền. thì lúc chắc không hả? Thì là con cười. Con cười mà nó hiền nhau đó. Giờ là cô thấy là chị có hiền không cô? Rồi đôi khi nó cũng dữ. Sau đó thì mình chỉ đưa ra cái lời khuyên thôi, để cho các con nó tự bay bằng đôi cánh của nó. Thì Dương mới nói lại với chị đó là 2 tiêu chuẩn trên á là đẹp và có hiếu là ok đó mẹ. Còn con á thì về vấn đề hiền á, con chỉ thích con gái mà hơi dữ dữ một xíu và có cá tính. Thì bây giờ là Mia với lại con trai mình cưới được hơn 1 năm rồi. Dạ. Thì mình thấy là con trai mình nói đúng. Chị thì sao nhỉ? Cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai đó, chị cảm thấy lo sợ điều gì không? Lúc đó giống như là mới quen chồng được có, chồng con được có 1 tháng thôi, là tình cảm chưa được sâu nặng lắm, thì cũng dẫn đi gặp mẹ. Mà trong cái đợt đó là cái tour đang đi mô tô chơi chung với mọi người á, xong rồi gặp mẹ cái chồng kiểu cũng chưa biết cách giới thiệu đây là bạn gái của con hay sao đó. Cái xong cái chồng con, xong mẹ nhìn con. Mình phải làm nghiêm. Dạ chào cô. Tỏ vẻ là giật mình đúng không? Mặt mẹ sợ quá. Quá khó quá. Giờ sao ta? Rồi cũng lạng lạng vòng 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 rồi mất tiêu luôn. Con ngửi lưỡi 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 không đi, mất tiêu luôn. Giờ biết tính chắc lo giỡn á. Dạ phải làm tính... thì vậy thôi, nhưng mà tính tình rất là con người này rất là cởi mở nha. Dạ rồi sau đó khi mà làm dâu. Dạ. Thì sao? Với con trai mình thì mình ra những tiêu chí như thế. Rồi với con dâu thì lúc nào mình cũng muốn con dâu mình với tâm thế là con gái của mình. Con suốt đời làm dâu của mẹ nha. Dạ. Nhưng mà với tâm thế là con gái của mình. Nhưng mà về cô ca sĩ này có nấu thì cơm, nấu nước, giặt giũ gì không? Chắc là nàng ấy cũng muốn tạo cái ấn tượng với mẹ chồng, cũng dễ thương lắm. Tới nhà thì cũng bay vô làm bếp, rồi cũng dọn dẹp. Nhưng mà lúc đó là chị nhớ là chị đã cắt hết. Chị nói không, con không phải làm gì hết á, cái đó mẹ làm được, con cứ thoải mái đi, không có gì là phải lo lắng hết á. Thành ra là chị thì không khe cái đó. Cái chuyện mà làm dâu phải phục vụ mẹ chồng này kia nọ thì hình như là chị không thích lắm.
Tại vì tại sao phải như vậy? Nói mình cứ thoải mái cho các con mình đi. Tại vì á, hai vợ chồng của em là sống riêng nhà, không có sống với mẹ. Thì lâu lâu mà có qua chơi với mẹ em cũng nhào vô phụ này kia mà không cho. Nó là không cho. Em cũng kiểu sợ rồi lỡ mà mình không. Hơi khoái nhưng mà cũng sợ tự nhiên giờ mình ỷ y quá để cho mẹ làm thì cũng kỳ quá, con cái bất hiếu nên là em cũng phải nhào vô nhưng mà không cho. Dạ. Cô thì có ba đứa con trai, thì trai đầu với trai út là út Vương đó là chồng Nha đó là có gia đình, còn đứa giữa thì chưa. Dạ. Đó. Thì như vậy cũng đơn giản lắm, nó thì mỗi lần cứ ra chơi rồi hỏi thăm nhau, rồi thỉnh thoảng này chị cũng chủ động nấu cơm rồi nấu đồ ăn thức uống, kêu mấy em nó đem đồ ăn đồ để lấy đồ qua đem về bên đó ăn. Dạ. Dễ thương quá. Dạ. Con trai giữa là nhiêu tuổi rồi? Con trai giữa là sinh năm 94, Út thì là 93. Em anh giữa là 93, Út 94. À nó lộn rồi, hơi lẫn cảm rồi. Giữa 93 hả? Dạ, giữa 93, chồng em 94. Con 94. Đi xe đó không con? Ai cái lần này? Đi xe, hả? Đi xe đó về. Gì ước gì? Là về đường chiếc hả cô? Nhà nhiều lắm. Sao gặp chị Mia đi. Giờ xong tự nhiên giờ thành chị Lộc. Biết đâu mình hôm nay mình nói sự thật sẽ thành sao. Dạ. Biết đâu được. Bữa nào đi phượt với con bữa đi. Sẵn sàng. Nhưng mà ủa chị, vậy là chị có hay đi phượt với mẹ không? Có, nhưng mà ngồi không nổi. Ngồi nửa đường là đứt gánh là đi lên bay vậy. Ủa vậy hả? Hoặc là đi xe khác về chứ ngồi về mà lắm chân. Ủa sao mẹ chịu nổi hay quá vậy? Chị không hiểu. Đam mê. Nói chung là cũng xin phép chương trình nói thêm chút xíu. Dạ. Tức là mình là nói chung là biker thiết thiệt. Là mình có biết lái xe tải nè. Yeah. Biết lái xe bán tải nè. Rồi có niềm đam mê đi rất là nhiều với là xe phân khối lớn. Yeah. Đam mê con đường đó, mà đường Việt Nam mình thì quá đẹp. Mình ké xe chút phải. Lái xe đẹp quá. Anh ơi. Chào quên luôn mẹ chồng đằng sau. Hai mẹ con thấy là rất là kháng khích và chia sẻ với nhau nhiều luôn á. Điểm chung của hai mẹ con mình là gì chị? Nếu phải nói về sở thích hay là cách ăn mặc thì không có điểm chung. Nhưng mà điểm chung duy nhất đó là mẹ thương con, em thương chồng. Tức là điểm chung là cùng thương một người. Tức là khi mà hai mẹ con gặp nhau á là chủ đề là ông kia. Nói về ông kia rồi san sẻ tình thương, rồi nói chung là chia sẻ về chồng rất là nhiều. Dạ. Còn về ví dụ như là ăn mặc, em thì hay trang điểm chảy chuốt dữ lắm, nhưng mà mẹ em rất là đơn giản. Dạ. Dạ. Là đi phượt mà. Dạ, rất là đơn giản, cho nên nhiều khi em đi chung với mẹ em có hơi nhín thời gian 10-15 phút để em quệnh cái chân mày rồi tôi cái ton rồi đó, em ngại lắm tại em sợ mẹ đợi này kia đó. Đó, em cũng muốn làm giống như là lâu lâu mẹ cũng này kia với em tha son rồi đó, kiểu hai mẹ con chia sẻ với nhau. Đi tiệc đi đâu đó. Dạ. Để em chăm sóc cho mẹ. Thôi để vậy đẹp anh, để tự nhiên đẹp hơn. Để mình đẹp sẵn rồi. Không, đẹp thiệt mà. Đẹp thiệt. Thật sự là 60 mấy tuổi mà gương mặt á rất là căng tròn nha. Cảm ơn. Cái thần thái của cô nhìn trẻ lắm cô. Dạ. Nó năng động từ bên trong kìa, không phải bên ngoài đâu. Tóc này là móc lai đó mọi người. Dạ, những cái điều gì mà cô thấy chưa hợp với lại con dâu của mình? Hiện giờ là mình chưa thấy điều gì mà chưa hợp, thì mình chỉ nhắc nhở với lại con dâu đó là mẹ chồng nàng dâu có ý nghĩa muốn nói lên nó, thường thường nó có một cái khoảng cách hoặc là một cái gì đó mà nàng dâu phải chiều mẹ chồng, hoặc là mẹ chồng thì hồi xưa người ta hay nói là cạnh anh. Dạ. Con mình đang thương yêu mình, bây giờ phải chia tình thương qua cho cô này nữa, cho vợ nữa, thì cái đó mình thấy là nó mình phải suy nghĩ lại. Dạ. Tại vì nói về hạnh phúc, niềm vui và nỗi buồn nó không phải như là một cái hữu hạn. Đó, cái niềm vui thì mình nghĩ nó sẽ được nhân đôi, mà cái nỗi buồn nó sẽ được chia nữa. Thành ra con có cái gì vui á cứ tâm sự với má, còn có cái nỗi buồn gì cũng tâm sự. Đó, thằng Vương mà nó có ăn hiếp con á, con cứ nói má. Hai má con mình là một phe. Quá dữ, quá sự ok ha. Nghe chưa chồng. Mẹ em đăng Facebook gì nè, sợ vợ mới hạnh phúc nha con. Mẹ em đang hút vậy làm là vợ là đi với con suốt cả con đường cuộc đời, còn mẹ thì đi một đoạn thôi. Đúng rồi. Thành ra là tụi nó vui là mình sẽ vui, nhưng mà mẹ cũng hơi buồn con gái con dâu đó. Sao vậy chú? Đang đi phượt ngon lạnh nó xuống, nó đi giữa chừng nó đau. Mẹ đau sao mẹ đi được. Dạ. Buồn chứ, mình phải thông cảm nha, cố gắng phải ráng đi hết con đường với mẹ chứ. Dạ. Ủa mà tụi đi vậy là mẹ chồng chở chị hay là chồng chở chị?
hiếm khi mẹ chồng chở lắm, thường là chồng chở. Nhiều khi chồng của em chạy mà chạy nhanh á, mà bình thường em gái mà em điệu em hay nói lông mi lắm. Xong rồi á, bay hàng lông mi nó bay vậy nè. Tới nơi là coi như hai hàng lông mi nó lên trên đầu luôn. Do một thời gian cũng ngắn như thế, giữa mẹ chồng nàng dâu có một cái khoảng cách nào không? Tại vì hai người cũng ở hai nhà khác nhau dạ, đó. Dạ. Thì có khoảng cách nào không? Thường hay điện thoại anh, điện thoại qua lời hỏi thăm. Dạ, hôm nay tụi con có gây lộn không? Tại vì mẹ hay hỏi tụi em là bữa nay có gây lộn không con? Ủa vậy là thường hay gây lộn đúng không cô? Dạ, không có. Tại vì mình ghẹo vậy đó. Mà có gây lộn thì mới thương yêu nhau hơn. Chứ không lẽ đi ra gây lộn với người khác. Thôi vậy thôi. Nhưng mà cô ơi, cô còn điểm nào mà chưa hài lòng ở chị không cô? Không, con dâu của mẹ vẫn là như vậy. Dạ. Vẫn hơi bướng bỉnh. Hay có những cái bất như ý với chồng. Dạ. Nhưng mà trên tinh thần là thương yêu nhau. Dạ. Tôn trọng nhau. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Còn chị gây gỗ chút đỉnh không sao. Vui. Cái hay giữa mẹ chồng nàng dâu này nè, rất là cởi mở. Dạ. Mẹ chồng dễ gần. Dạ. Con dâu có thể nói với mẹ chồng, đôi khi nói xin lỗi như một người bạn. Dạ. Có thể giỡn với nhau, có thể đùa với nhau. Đúng rồi. Dạ. Thành ra cái sự gần gũi này, cái sự cởi mở này á, nó khó có cái khoảng cách với nhau và khó có giận nhau. Nếu mà có gì là mẹ chắc nói luôn à, chứ mẹ dạ, đâu chờ đợi dạ, đúng không? Dạ, đúng. Mình cũng hà nóng lắm á, nóng tính lắm á, làm gì làm liền nói luôn. Dạ nói luôn. À như vậy nói xong rồi cười hà hà rồi xong. Dạ. Nhưng mà chị với mẹ chồng á còn cái điều gì đó e ngại nữa không? Thì giống như là trước đây á là em sống trong gia đình với ba với mẹ là kiểu rất là thân thiết, kiểu ôm hôn tối ôm hôn tụt rồi đi ngủ rồi này kia vậy đó, thì đôi lúc cũng rất là muốn lại ôm hôn mẹ. Đi. Trời ơi. Vâng, ý là lúc từ, mới quen á, từ lúc làm dâu giờ là chưa hôn mẹ đúng không? Có hôn, có hôn, nhưng mà đôi lúc á giống như là tự nhiên chạy lại cái tự nhiên hơi ngại rồi ve về rồi ve dài số ve. Thế là em hay kêu chồng em phải hôn mẹ, đúng rồi, phải thể hiện tình thương với mẹ, tại vì nó mới được là hôn đó. Dạ, có đúng luôn á, kiểu cứ ngại ngại rồi đó. Dạ, dạ, thì mai mốt mỗi lần út hôn người phải kêu con dần nha.